trời mưa mà anh em vào tìm mong nha các bạn. May mắn là gặp được ổ đầu tiên rồi. Lại công việc đùm bình tết của anh Đoàn tiếp nha các bạn. Trời cũng nặng mấy mà cổ mẹ vẫn tắm 45 đến 1 tiếng đồng hồ thế là thầy em nói nha các bạn. Cực kỳ siêu khủng, cực kỳ to luôn. Tuồng dài gần 2 mét nha các bạn. Phải 2 mét luôn. Cực khủng à. Cực to nha. Các bạn thấy cái tuồng là khủng nha. Nó giống như con rắn luôn. Màu mạch này. Màu mạch thì không là hay được luôn. Thì 70 phân. Anh Tiêu à. Đi với anh em nhé, chuẩn bị lên lấy tô ống khói nha các bạn. Thôi báo. Bây giờ sẽ treo theo nạ lên nhé quả. Đeo vảy là rất chia cũng mà. Chặt nã rồi thôi, nó đi xuống để ý với chúng con chọc bi rồi. Chuẩn bị ống phở nha các bạn. Khối à? Không phải là anh nó cho cút lá nữa chứ? Dạ. Anh nó cho cút lá mà. Cho ống phở kìa bằng không? Có phở đâu trục mật kìa. Ừ, trúng mật luôn. Trúng mật vô đóng lô. Vô lô cẳng luôn không? Vô hết luôn. Cho trúng mật, cho ông trúng mật đi bà mô. Đi mô. Mở hang mở bát cái mà. Ôi chào ui. Vớ mở ống nữa cái. Úi chào ơi. Đó hả? Hãy trúc mật trốn nó một trúc mật nữa này. Trốn lồi ống gối vẫn có trúc mật chẳng chứ. Tua mà cái bạc. Tua mà đứng ngoài. Úi chào ơi. Bịt đây. Bịt sánh lên cái nhạc cả nhạc. Úi chà. Quá xinh. Quá đẹp rồi. Điều vậy you
Ui. Má, cái mông khổ đi chứ. Dạ. Khổ nó trên hết đi thôi. Không đi đâu đâu, không đi đâu. Má thôi, chuyện rồi, chuyện nhanh rồi, trời. Mẹ được luôn, được đéo luôn, thì đâu, hai ba chục mật.
Hai ba chục mét nó biết một chút một trước. Rồi hai ba chục mét nó biết chút chút cái cây một trước. Hit. Ôi, một hải yến, một hải yến, ôi ba lượt mới hết, xèo ba lượt mới hết.
Hiệp hôi luôn đó. Nặng lắm. Không biết có đưa vô được không chứ, nặng. Ơi, đưa vô được có qua cái đâu. Sao nặng lắm, xuống rồi không phải lên nữa. Một rồi. Cậu đi ra trát xa xa đây mạng cậu ơi. Chết bạn ơi. Cũng mình nặng lắm. Cháu em có nghỉ tôi đi đéo nổi. Để tôi ngồi đây tôi nghỉ cho tôi đi cũng được. Đáng hơn rồi đấy. Nè. Cháu ơi. Không thấy được luộc vô đó. Đáng hơn rồi đấy. Rốt bá lượt. Cắt bá tàng với vô hết. Lấy đoạn mình trốn con côi á. Lê trốn côi đấy trước. Lên lên. Rồi. Trời. Được. Đi xuống nó tẹt luôn nhá. Đây nha các bạn. Siêu phẩm nha các bạn. Dỡ lên anh Đoàn không? Lại anh Đoàn lại được. Được dỡ, dỡ quay ngang này bác. Ui cháu ui. Nên thân nha các bạn. Đẳng cấp chưa? Thiếu phẩm nha các bạn. Khoảng tầm không được 10 bóm chứ không được 9 bóm rưỡi. Đấy nha, mặt đấy nha. Kẹt đấy này. Từng con nín 1 mét đấy nha các bạn. Thôi ạ. Anh Đinh Đoan này. Cá sĩ Quảng Triều anh. Ai lấy mặt thì liên hệ. Kéo số điện thoại ở ghim ở tương nha các bạn. Như về nha các bạn, nặng vái này, vô chỗ nhiều mà lại vỡ ụ, về bữa sau vô lại tiếp, mưa.